Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai của chúng tôi. Mở đầu bản tin dự báo thời tiết hôm nay sẽ có ngay sau đây là tiếng áp thấp nhiệt đới sắp xuất hiện trên Biển Đông. Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thì bước sang nửa sau tháng 8 trở đi, tình hình bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông ngày càng phức tạp hơn và diễn biến khó lường. Một tin vui cho bà con chúng ta là áp thấp nhiệt đới đã đi vào Biển Đông mà chúng tôi đã đưa ra trong các bản tin trước đó đã suy yếu và tan biến dần trên Biển Đông. Theo nhận định của các trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc tế kết hợp với sự quan sát các mô hình dự báo sớm của Anh, của Mỹ, GFS cho biết, và cũng theo sự quan sát trên màn hình, thì hiện nay trên Biển Đông, khu vực Tây Thái Bình Dương lại xuất hiện thêm một vùng áp thấp mới đang tiếp tục hoạt động mạnh và di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, cũng đang tiến vào hướng Biển Đông nước ta. Với sức gió mạnh nhất, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 8, tức là từ 50 đến 60 km/h, giật cấp 10. Dự báo từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 8, áp thấp nhiệt đới này di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và nằm trên khu vực vùng biển giữa Philippines và Đài Loan của Trung Quốc, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 200 m về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 8, tức là từ 50 đến 60 km/h, giật cấp 10. Tại đây, cường độ và hướng di chuyển tiếp theo của áp thấp này chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong các bản tin sắp tới. Tuy nhiên, đây chỉ là dự báo sớm, tình hình trong thực tế còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường nên bà con cần đề phòng và chú ý. Trở lại thời tiết trong đất liền, thưa quý vị và các bạn, đêm qua và sáng hôm nay ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to, một số nơi với lượng mưa lớn như Thừa Quang, Bắc Cạn 40,2 mm, Vị Xuyên, Hà Giang 34,8 mm, Hương Canh, Vĩnh Phúc 57,4 mm, Đình Cả, Thái Nguyên 56 mm, Kiên Lao, Bắc Giang 64,2 mm, Lê Lợi, Bắc Ninh 61,8 mm, Cẩm Trung, Quảng Ninh 74,4 mm, Hai Noi, Hà Nội 55,8 mm. Dự báo do ảnh hưởng của hội tụ gió phát triển lên đến 5.000 m, hoạt động yếu dần nên trong đêm nay và ngày mai ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20 đến 50 mm trên 24 giờ, có nơi trên 80 mm trên 24 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Cảnh báo từ khoảng ngày 14 đến ngày 15 tháng 8 ở Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa dông trên diện rộng, vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Riêng khu vực Hà Nội chiều tối và đêm nay có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Lưu xuống thời tiết khu vực Trung Bộ thì trưa nay ở khu vực Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ như Đông Hà, Quảng Trị 39 độ, Ba Tơ, Quảng Ngãi là 39 độ, Hòa Nhơn, Bình Định 39,5 độ. Độ ẩm thấp nhất phổ biến từ 50 đến 60%. Dự báo do ảnh hưởng của rìa Nam rãnh áp thấp có trục khoảng 24 đến 27 độ Vĩ Bắc kết hợp với gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ngày mai ở khu vực Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 50 đến 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10 giờ đến 17 giờ. Cảnh báo ở khu vực Trung Bộ nắng nóng còn kéo dài đến ngày 14 tháng 8. Từ ngày 15 tháng 8 nắng nóng có khả năng giảm dần. Cảnh báo tác động của nắng nóng do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư, nguy cơ cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ nên bà con ở những khu vực này cần hết sức chú ý. Lưu xuống thời tiết khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh với nhiệt độ cao nhất phổ biến ngày ở Tây Nguyên từ 30 đến 33 độ, còn nông bộ từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Và tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết trong đất liền cho các vùng miền trên cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Sang đến thời tiết khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Riêng Lai Châu, Điện Biên từ 29 đến 32 độ. Sang đến thời tiết khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác. Riêng vùng núi chiều tối có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Lưu xuống thời tiết các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Xuống đến thời tiết các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng, riêng phía Bắc có nơi nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, riêng phía Bắc có nơi trên 38 độ. Sang đến thời tiết khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 34 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực Nam Bộ có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Cuối bản tin dự báo thời tiết hôm nay là dự báo thời tiết cho các vùng biển trên cả nước. Vùng biển các vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau sáng có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa thì 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có sáng có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa thì 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3 cấp 4. Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa thì 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nam đến tây nam cấp 4 cấp 5. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa thì 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nam đến tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa thì 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa thì 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3 cấp 4. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa thì 10 km, gió tây nam cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa thì 10 km, gió tây nam cấp 3 cấp 4. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin sắp tới.